Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình Hát Chèo. Quý vị và các bạn thân mến, nghệ thuật chèo là tinh hoa của văn hóa lúa nước và văn hóa làng xã của miền Bắc nước ta. Theo quan niệm của cha ông ta xưa thì nghệ thuật chèo của Việt Nam được chia làm tứ chiếng. Tùy theo vị trí địa lý so với kinh thành Thăng Long mà chia làm bốn cái nôi của nghệ thuật chèo gồm các chiếng Bắc, chiếng Đông, chiếng Đoài và chiếng Nam. Mỗi chiếng có nhiều chiếu, phường hay gánh chèo đại diện cho một vùng phong cách riêng gắn liền với địa giới hành chính nơi đó. Cứ theo đó mà vô hình chung, chèo của kinh thành Thăng Long xưa, nay là thủ đô Hà Nội, trở thành độc chiếng, mang phong cách riêng của nó, phong cách chèo của thành phố, thủ đô. Vâng, nhà hát chèo Hà Nội là một trong những đơn vị chèo thành công nhất trong số các sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc và là đơn vị liên tục cộng tác thu thanh với Đài Tiếng nói Việt Nam. 60 năm qua, hàng trăm tiết mục hát chèo do các nghệ sĩ của nhà hát trình bày luôn vang lên trên làn sóng phát thanh quốc gia và được khán thính giả đón nhận nồng nhiệt. Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập, chúng tôi xin được giới thiệu về nhà hát chèo Hà Nội và một số tiết mục đặc sắc do các nghệ sĩ của nhà hát trình bày. Vừa rồi là bài Thăng Long Hà Nội mỗi ngày thêm xuân do Kim Yến soạn lời theo điệu Sẩm Xoan, top nam nữ nhà hát chèo Hà Nội trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, giữa cái nhộn nhịp của 36 phố phường, giữa đất Thăng Long hào hoa thanh lịch, tại địa chỉ số 15 Nguyễn Đình Chiểu hay dạp Đại Nam số 89 phố Huế, luôn rộn rã tiếng trống chèo, những câu hát đắm say của các nghệ sĩ, diễn viên nhà hát chèo Hà Nội, luôn cuốn hút không chỉ người dân Tràng An mà cả rất nhiều du khách đến với thủ đô ngàn năm văn hiến. Thưa quý vị và các bạn, vào năm 1952, giữa bộn bề khó khăn của sân khấu chèo, đoàn ca kịch cổ điển Lạc Việt, tiền thân của nhà hát chèo Hà Nội, được nhà văn Tam Lang cùng Hội Trấn Hưng ca vũ kịch cổ điển hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần để có thể tiếp tục duy trì và phát triển.
Căn cứ vào đó, ban lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Nhà hát chèo Hà Nội đã lấy mốc năm 1952 như một dấu ấn quan trọng trong hoạt động nghệ thuật của đoàn chèo Lạc Việt, nhằm tri ân các bậc nghệ nhân, nghệ sĩ đầu tiên đã đặt nền móng cho Nhà hát chèo Hà Nội hôm nay làm ngày thành lập nhà hát. Năm 1959, nhân kỷ niệm 5 năm ngày giải phóng thủ đô, Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội quyết định đổi tên Đoàn ca kịch cổ điển Lạc Việt thành Đoàn ca kịch cổ điển Kim Lan. Đến năm 1966, trên cơ sở hợp nhất hai đoàn Kim Lan và đoàn chèo 2 Tổng cục Chính trị, đoàn chèo Hà Nội được thành lập. Chính chèo Hà Thành ngay từ ngày đầu đã quy tụ được rất nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân nổi tiếng như các tác giả, đạo diễn, cố nghệ sĩ nhân dân Trần Huyền Trân, cố nghệ sĩ nhân dân Hoa Tâm. Sau này có các nghệ sĩ ưu tú Kim Điển, Thành Trầm, lớp kế cận cũng là những gương mặt xuất sắc của nghệ thuật chèo trong giai đoạn mới như nghệ sĩ ưu tú Thanh Tâm, nghệ sĩ ưu tú Quốc Chiêm, Xuân Hanh, Thúy Mùi, Quốc Anh, Xuân Hình, v.v. Những vở diễn chất lượng và thành công đã lần lượt ra đời và tạo nên một phong cách riêng cho chèo Hà Nội, dân gian mà thanh lịch. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe nghệ sĩ ưu tú Quý Bôn, nguyên diễn viên Nhà hát chèo Hà Nội trình bày bài Hương lúa quê ta do Đào Canh soạn lời theo điệu Tò Vò. Quê hương vui bước vào vụ mới, đời đẹp tươi phơi phới tương lai. Chiều chiều vắng vắng bên tai, vút cao tiếng sáo, giọng ai hát nỉ chèo. Sóng lúa gợn hòa theo ý. Nhớ khi xưa nghèo, đồng quê cằn cội, nước mắt mồ hôi bơi đầy sông suối, tấc lòng cơn thác xôi. Mơ tới ngày vui hội non sông. Nay gió lùa vi bút hàng thông, lúa gieo trên đồng, dòng sông thêm ngọt, con nước triền lên nghĩ dâng đầy thì câu hát mầm xanh đang trồi sáng bừng muôn ánh hồng soi. Muôn tiếng máy quyện bừng reo, áo xanh in màu dầm mưa nắng vội thấm ướt mồ hôi. Nghĩ nhưng lòng thì vui mới, đêm ngày vun sới đi đến mùa trông đợi hôm nay. Hương ngát lòng say, dưới sân phơi đầy vàng thơm chắc hạt đẹp mới. Những bàn tay xây bền thì mơ ước mái ngói hồng tươi khói chén mây trời âm tình lúa hát quê hương ơi. Quý vị và các bạn thân mến, bước sang thế kỷ 21, đoàn chèo Hà Nội đã có những bước phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Năm 2002, đoàn chèo Hà Nội chính thức được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nâng cấp thành Nhà hát chèo Hà Nội.
Và năm 2008, theo quyết định thay đổi địa giới hành chính của thủ đô, tỉnh Hà Tây sáp nhập cùng thành phố Hà Nội, thì nhà hát chèo Hà Tây, mà tiền thân là đàn chèo Cổ Phong, một sân khấu chèo mạnh và nổi tiếng của chiếng chèo xứ Đoài, đã về một mái nhà chung. Nhà hát chèo Hà Nội như ngày nay. Như gió thổi buồm căng, nhà hát chèo Hà Nội liên tiếp cho ra đời những công trình mới, đặc biệt là vở diễn Oan Khuất Một Thời của tác giả Lưu Quang Hà, Lê Trức. Chuyển thể chèo nghệ sĩ ưu tú Xuân Hanh, được đánh giá là vở diễn hoành tráng nhất từ trước đến nay của nhà hát. Đây là một trong những điểm nhấn chào mừng đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Và cũng trong thời gian này, được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, nhà hát được giao cho một địa điểm biểu diễn mới, đó là Rạp Đại Nam tại 89 phố Huế, Hà Nội. Một nhà hát rộng rãi, khang trang và tiện nghi để đáp ứng nhu cầu biểu diễn phục vụ công chúng yêu chèo. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp hai giọng hát chèo của nhà hát chèo Hà Nội, đó là nghệ sĩ Quốc Phòng và nghệ sĩ Trúc Mai qua bài Hát mừng Hà Nội ngàn năm, đình trình soạn lời theo điệu Quạt Màn. Vẫn trời xanh ấy, vẫn mảnh đất ni này. Hai tiếng Hà Nội ta nhớ lắm thay, ôi mảnh đất thiêng liêng ta dựng xây từ triều Lý. Đúng là thế, hồ phục với dòng bay. Trang sử anh hùng luôn sáng chói, Hà Nội ơi vang dội những chiến công. Nhớ hoàng diệu xưa tuấn tiết giữ Thăng Long, thà chết không cam tâm mi làm nỗi. Quang Trung Nguyễn Huệ sáp giặc chất thành gò không đêm duệ Tết năm nào. Nhớ trùng trùng đoàn quân từ Việt Bắc tân trào, cùng sát cánh về Ba Đình đón tuyên ngôn độc lập. Giữa Ba Đình âm mi vang lời Bác nghe. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, 60 năm xây dựng và trưởng thành, nhà hát chèo Hà Nội đã góp phần gìn giữ và phát triển nghệ thuật chèo chuyên nghiệp như ngày nay. Các thế hệ diễn viên, nhạc công của nhà hát luôn tự trau dồi cho mình để hoàn thiện hơn trong từng câu hát, phong cách biểu diễn và sưu tầm nhiều loại hình dân ca của đồng bằng Bắc Bộ đã góp phần cho thành công của mỗi chương trình biểu diễn của nhà hát. Nhiều tác phẩm của nhà hát đã được đánh giá cao và giành được nhiều giải thưởng trong các kỳ hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc. Đặc biệt có những vở được công chúng yêu chèo không chỉ ở thủ đô mà cả ở các nước đón nhận nồng nhiệt như Ngọc Hân Công Chúa, Thái úy Lý Thường Kiệt, Người Thiên Đô, v.v. Hay các vở trích đoạn chèo cổ và dân gian cũng được nhà hát quan tâm chú ý phục dựng như Quan Âm Thị Kính, Lưu Bình Dương Lễ, Trương Viên, Tấm Cám, Tống Trần Cúc Hoa, Nghêu Sò Ốc Hến. Tất cả đều mang lại những thành công riêng cho nhà hát. Nhưng có lẽ điều thành công nhất đối với mỗi anh chị em diễn viên nhạc công nhà hát đó là kéo được ngày một đông khán giả đến với địa chỉ 89 phố Huế Hà Nội mỗi đêm đỏ đèn. Và đó không chỉ là niềm vui riêng của nhà hát mà của mỗi một khán thính giả yêu chèo. Những đóng góp không nhỏ cho nghệ thuật chèo Việt Nam nói chung và cho nghệ thuật kịch hát dân tộc của thủ đô nói riêng, cũng như những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng thủ đô và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, nhà hát chèo Hà Nội đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý mà nhà nước trao tặng. Niềm vui nối tiếp niềm vui trong không khí phấn khởi của người dân thủ đô hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 và kỷ niệm 60 năm thành lập, nhà hát chèo Hà Nội được đón nhận huân chương lao động hạng nhất, một phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng. Bước sang cái tuổi lục tuần, nhưng có lẽ lúc này là lúc sung sức nhất đối với nhà hát chèo Hà Nội. Các nghệ sĩ của nhà hát, đặc biệt là lớp nghệ sĩ trẻ, luôn học hỏi lớp đàn anh đi trước và đang tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và cùng nắm tay nhau để xây dựng một đơn vị nghệ thuật chèo vững mạnh, vươn lên đạt được những thành tích xuất sắc xứng đáng với truyền thống của thủ đô của Thăng Long Hà Nội. Gặp gỡ với chúng tôi trong những ngày này nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, nghệ sĩ ưu tú Thúy Mùi, giám đốc nhà hát chèo tâm sự. Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân dịp nhà hát chèo Hà Nội tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập và cũng là đón nhận huân chương cao quý của Đảng Nhà nước trao tặng, huân chương lao động hạng nhất. Đây cũng là một cái niềm vinh dự rất là lớn đối với các nghệ sĩ của nhà hát chèo Hà Nội. Trong đó có sự động viên khích lệ rất là lớn của thính giả gần xa của cả nước đối với lại các nghệ sĩ. Đây cũng là dịp để cho các nghệ sĩ nhà hát chèo Hà Nội tri ân cùng với lại các thế hệ và những người đã gây dựng nên những thành công, đã đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển nhà hát chèo Hà Nội. Dù ở thời điểm nào, ở thế hệ nào thì riêng nhà hát chèo Hà Nội luôn luôn cũng có đông đảo các nghệ sĩ nổi tiếng và được khán thính giả gần xa yêu mến. Bên cạnh xây dựng những cái chương trình kịch mục để phục vụ cho khán thính giả xa gần thì chúng tôi cũng hướng tới xây dựng những vở diễn để phục vụ cho các cháu thiếu nhi. Đây là một cái hướng đi mà chúng tôi cho là rất là cần thiết đối với lại nghệ thuật chèo. Và bước đầu thì chúng tôi nghĩ là cũng đã thành công, bởi vì cho đến nay thì nhà hát đã xây dựng được 4 chương trình kịch mục cho thiếu nhi. Nhưng chương trình nào ra thì cũng được đông đảo các bạn thiếu nhi nhiệt liệt hưởng ứng. Thật sự thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là vui mừng. Và bên cạnh đó thì cũng cảm thấy trách nhiệm của mình nó sẽ phải lớn hơn. Làm sao để có nhiều những cái vở diễn, có nhiều nghệ sĩ để khán thính giả xa gần yêu thích nhiều hơn. Và điều quan trọng nhất là làm sao có thể giữ được ngọn lửa của nghệ thuật chèo cái cháy mãi và tỏa sáng ở trên mảnh đất thủ đô ngàn năm yêu dấu. Tưởng chừng thơm cả những ngày đã qua, trọn tình vẹn nghĩa đôi ta, chung câu ước hẹn mặn mà ngày xưa. Em hiểu tình anh nỗi niềm chan chưa, đôi lứa mình đã vẹn trầu câu. Tình em chung thủy trước sau, con sao mặt nước bao năm mưa ngày đêm.
anh thương nhớ ai ngày đêm vất vả chín đời mười trống. Anh thương nhớ ai ngày đêm vất vả mà để nắng mưa, nắng mưa nơi vùng đồng em ơi thủy chung một lòng. Vừng hồng xua ngọn gió đông em ơi ta cùng thì tạc một chữ đồng. Tình ta mãi tươi trong ý. Đôi ta khắc ghi những ngày xa nhớ nghĩa nặng tình sâu. Đôi ta khắc ghi những ngày xa nhớ mà để thắm câu mãn trầu quê hương ngày một đẹp mỹ giàu. Đôi mình mãi mãi bên nhau câu ca chung thủy làm mi đầu. Tình ta hạnh phúc bên lâu. Bài hát chèo Tình Thắm Duyên Quê do Ma Văn Lạng soạn lời theo điệu con nhịn răng mùng qua tiếng hát của hai nghệ sĩ ưu tú Xuân Hanh và Thúy Mùi đã kết thúc chuyên mục hát chèo của Đài Tiếng Nói Việt Nam giới thiệu về nhà hát chèo Hà Nội. Chương trình này do biên tập viên Anh Tú biên soạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.